Cũng tại Hà Nội, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành chất vấn các thành viên Ủy ban Nhân dân. Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Huy Tưởng cho biết, Hà Nội chưa đặt vấn đề điều chỉnh dự toán thu ngân sách mà sẽ cố gắng hoàn thành với khả năng cao nhất. Quan ngại về nguy cơ hụt thu tiếp tục là vấn đề mà nhiều đại biểu trăn trở khi mà số nợ từ tiền thuế sử dụng đất đai còn lớn. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng khẳng định Hà Nội sẽ hoàn thành dự toán với khả năng cao nhất và việc tồn đọng hồ sơ nợ tiền thuê đất sẽ không còn tồn tại nhiều như hồi cuối năm ngoái. Để chống hụt thu, thành phố sẽ có kế hoạch phát hành trái phiếu đợt 2 thêm 1.000 tỷ đồng nữa. Sẽ áp dụng các cái biện pháp để thu nợ đọng tiền thuế, và sẽ phối hợp chặt chẽ giữa ngành thuế với công an với ngân hàng. Và chúng tôi cũng đã có chỉ đạo là đã công khai những đơn vị nợ đọng nhiều và có ý chây ý không chịu nộp thì đã có cái chỉ đạo rồi. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ áp dụng cái biện pháp cưỡng chế tài khoản kết hợp với ngân hàng để phong tỏa cái tài khoản của đơn vị để mà đảm bảo thực hiện nghiêm cái luật thuế đối với lại các doanh nghiệp mà có ý chây ý. Những cái chủ đầu tư đã thu gần như 70-80% tiền của nhà đầu tư thứ cấp là các hộ dân rồi nhưng không hoàn thiện. Rất nhiều chủ đầu tư hiện nay đang bộc lộ dần là gì? Gần như tay không bắt giặc, tôi dùng danh từ như vậy. Hoàn toàn tiền chiếm dụng ngân hàng, tiền chiếm dụng của các đầu tư thứ cấp và lấy những cái đất rất là đẹp và rất là lớn ở những vị trí rất là tốt, thuận lợi. Thì ở đây trách nhiệm của thành phố như thế nào? Thời điểm này mà doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ thì người ta có quyền được cho gia hạn cái tiền sử đất. Và cũng xin được báo cáo với đồng nhân dân là nó do thị trường bất động sản nó trầm lắng. Cho nên nó dẫn đến hiện tượng là người ta nợ tiền sử đất. Người ta cố gắng báo cáo lãi để giữ cái thương hiệu rồi giữ cái uy tín để còn tiếp tục làm ăn ở những cái ngành nghề khác, ở cái lĩnh vực khác. Chưa hài lòng với câu trả lời này, đại biểu Nguyễn Hoài Nam yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chủ đầu tư bất động sản có năng lực thực sự hay chụp giật dự án. Ông cũng đề nghị thành phố cần có giải pháp xử lý những trường hợp tranh chấp giữa chủ đầu tư và người đầu tư thứ cấp. Ông Nguyễn Huy Tưởng cho rằng nếu phát hiện doanh nghiệp nào mà người mua nhà nộp tiền gần hết mà doanh nghiệp chưa nộp tiền sử dụng đất thì sẽ xử lý. Phát biểu kết luận phiên trả lời chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố sớm công khai các doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế sử dụng đất kéo dài. Bà Thanh cũng đề nghị ngành thuế phải thực hiện cải cách hành chính vì có cử tri phản ảnh muốn nộp 7 triệu tiền thuế phải mất 3 lần đi lại và bà Thanh đặt vấn đề phải chăng ngành thuế chưa tạo điều kiện cho người phải nộp thuế.